VTV2 hân hạnh giới thiệu. Yeah. Mình mới kêu em dẹp thôi. Tôi nói tôi dẹp là tôi dẹp cái phòng cho nó gọn gọn để bà cầm. Đó là tình huống của anh. Thương hiệu em là hói thì khỏi làm gì nữa. Mày dí anh à? Ô biết. Gì đây? Xảy ra chuyện gì đó? Cái ẩu thường trở lại con chưa học. Và đặc biệt, hot tin chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cùng các danh hài nổi tiếng. Không có phụ nữ nào mà không biết làm đẹp, chỉ có người phụ nữ ngại giao kéo thôi. Mày nhìn cái mặt nó coi như con ca la hán thì đẹp gì. Chị đâu muốn chị xấu vậy đâu anh. Sửa con mỏ em lại xíu. À, anh lấy hiếu hiền còn hơn em. Đón xem Tài Tiếu Tuyết lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 8 chỉ có trên HTV2. Cuộc đời có đôi khi tưởng đùa mà lại thật. Giúp tôi đi. Thật đó, có những cái con phận kia. Duyên phận là trời ban. Ảnh vì tôi nên mới bị thương, nên tôi dừng công việc lại để đến thăm ảnh. Chênh lệch là bình thường. Xe qua nền kia nhỏ lại thì phải. Ta chạm một điện thoại trúng mơ đi. Khác biệt bởi đặc biệt. Đối với đương sự của tôi, tình và yêu là không thể chia cắt được. Tôi với cổ đều là người thích đùa giỡn. Bữa khác gặp lại đi. Tôi bị bất lực rồi. Tuy xa mà gần. Nếu như Direct bị trúng đạn chết thì anh có chọn tôi không? Không phải anh nói thích người ta nói thẳng sao? Nói giỡn kiểu gì vậy hả?